Thánh Vịnh 177, Chủ nhật 18 thường niên năm B. Chúa ban bánh bởi trời nuôi thương hồn, nghe cha ông xưa kia thế làm, hãy lon truyền để con cháu tay. Sự nghiệp Chúa bao là lấy lừng, tay Chúa từng làm cứu kỳ công. Chúa ban bánh bởi trời nuôi dưỡng, mây cao xanh vâng theo Chúa truyền, cánh cửa trời Ngài đã hé ra. Manna rơi như là mưa rào, nuôi dưỡng họ bằng bánh trời. Chúa ban bánh mới trời nuôi dưỡng họ. Nhân gian này no nê mãn nguyện, bánh thiên thần rải hoa đã ăn. Đưa dân tới sông trong thánh địa, tay hữu Ngài dựng núi gây non. Chúa ban bánh bởi trời nuôi dưỡng hồn. Lễ Chủ nhật 18 thường niên năm B, Chúa nuôi hồn xác. Chúa nuôi hồn xác con bằng thịt máu chính nơi. Ôi ân tình cao siêu mà Chúa dành cho con trên đời, con đâu mong ước gì là được Chúa viếng thăm hồn con. Hồn con lên tiếng hát ca khen, cảm tạ Chúa muôn muôn. Chúa nuôi hồn xác con bằng thịt máu chính nơi Ngài. Ôi ân tình cao siêu mà Chúa dành cho con trên đời, con dâng xác hồn cầu nguyện Chúa đón thương đời con. Phần mây tôi xin Chúa thương nghe, dù tình xuống tràn buồn. Rước Chúa trong hồn con.
một niềm tin chan chứa trong con là nhân Chúa trong đời. Chúa người hồn sáng con bằng thịt máu trên nơi Ngài. Ôi ân tình cao siêu mà Chúa dành cho con trên đời. Ôi ân tình cao siêu mà Chúa dành cho con.